quá, nó cứ quá, nó há mồm ra. Thế là nhúng vào nước nóng thì nó lại chín mất. Thì nó đau vừa đau luôn thì mình chạy cái mồm nó lại. Nhúng vào cái nước nóng nó kêu quá, nó há mồm ra, nó bệnh mồm luôn. Không biết đâu biển, con không biết con này ở biển nó có ngon bằng con hến của anh em mình không? Nhưng mà rõ là đắt luôn. Bao nhiêu nhỉ? Bao tiền cân nhỉ? Qua mua mấy trăm nghìn liền. Ôi chết to rồi, này. Sao nó mở miệng này? Chết để ăn được sống nhỉ? Chết thì nó chết rồi làm sao ăn được sống? ăn gỏi ấy. Cổ mạnh rồi cho nó trắng. Con sò huyết nó sẽ như thế này nha mọi người nhé. Tại vì gọi là sò huyết nên nó rất là đỏ. Thật ra là mình bây giờ mình mới biết. Nó cũng chả đỏ lắm đâu. Ôi, không được, không được. Ở trong nó có đất đấy. Ăn sống này bẩn không nhỉ? Thế mình phải cạy nó ra trong rửa ấy. À ừ, đúng rồi, chuẩn chuẩn. Chỉ nó cạy nó ra trong rửa sẽ ăn sống. Tại vì con này mà ăn đất nhiều mà. Hay là người ta cho bôi đất vào để bán nhỉ? Nặng con. Ừ. Ta để vãi. Mọi người thấy hôm nay anh em mình sang chảy ốc hả? Cọ rất là lâu mọi người ạ. Làm phải đầy đủ luôn ấy. Cọ ra qua nước sạch đấy chứ. Nước suối sợ nó ăn đau bụng mọi người ạ. Bây giờ anh em mình sẽ tách đôi hai cái này ra làm hai phần nhá. Một phần sẽ là anh em mình sẽ ăn sống luôn, một phần anh em mình sẽ làm trần cho nó há mồm miệng, trần làm gỏi em thích phải chén luôn trần rồi, có làm hai món, có làm hai món đấy, trần qua một phát đấy, trần qua một phát, còn một em có làm từ lưỡi cho đây trần đấy, còn là những con mà kia sẽ ăn sống chấm một tạt luôn, một tạt xì dầu luôn. À nào, từ từ. Hôm nay sẽ làm món nộm với lại gọi là gì nhỉ? Gỏi sò huyết và gỏi nộm như sò huyết. Như kiểu hàu đấy anh. Ai ta cũng ngon đấy. Con kia to thì ngon nhiều, con kia nhỏ thì ngon ít. Đấy. Ai nó thổi nó bóng luôn nhỉ? Nóng. Đang kêu ôm ấy. Ai. Rồi, để thôi. Nó chưa khi bám rồi. Mọi người có nghe thấy cái gì nó nổ không? Trời này. Trời, không mưa được đâu. Hôm nay nó cứ nắng trong này. Đấy, bây giờ nhá. Lấy cái này, cho từ từ cái này ăn sống. Thì cho vào đây bóc gỏi đã. À bóc nộm. Bóc nó ra. Đấy, thấy chưa? Bỏ một kia đi thôi nhá. Úi chà, ngon lắm mọi người. Đây. Vẫn còn sống nguyên nhá, mình chỉ đổ nước sôi để cho nó đấy thôi. Sao cứt con này như kiểu cứt con chim non ấy nhỉ? Cứt đâu, con gì cũng cứt. Sao mà nó cứ đỏ trong lêu nè? Thế mới gọi là sò huyết. Nhiều đà đi đi kiến này. Ừ. Nhẹ nhỉ? Thế mới gọi là sò huyết. Thế là huyết à? Ừ. Ừ. Anh ơi, máu tơ lêu luôn nè. Ừ. Sò huyết nó chả thế. cái này cũng là sống. Đặc sản à? Đặc sản đấy, đặc lắm đấy, mình biết à? Khẳng, nói chung là con này ở mình không có nên là mình không biết là nó có ngon không, nhưng mà chỉ biết là nó đắt thôi. Ui sao sẽ làm một phần là sẽ gỏi nhá, à là nộm nhá mọi người. À bây giờ từ cho một ít cái xả này. Đấy. Một ít hành khô này. Đây là hành tươi. Hành tươi. Khô, hành tươi, tất cả nhau. Rồi, một ít xoài. Một cà rốt. Một ít cà rốt. Một ít hành tây. Đấy, dưa chuột. Có thể nhiều ạ. Quan trọng nhất là nước ra đây. Ra đây mọi người. Đấy là pha với nước cốt chanh nhá. Nó vừa thôi, nước cốt chanh này chấm. Chua. Chua. Đấy. Không biết ngon không nhỉ? Hay cho em nếm phát nhỉ? Nếm thử xem vừa chưa?
vừa chưa? Chua. Chua mới ngon. Leo. Đây. Trộn lên. Wow, xem với à? Từ từ cho mọi người xem nó như thế nào như đấy. Đấy. Trời. Ngon đâu anh nhỉ? Siêu ngon. Ai? Tiếp đến món thứ hai. Quan trọng nhất là mùi cạn wasabi. Mấy nước chanh. Kém lặn vào nhá. Thôi ông ơi. Mù tạt xanh này là mù tạt cay lắm đấy. Ăn này là mới sốc này. Ăn này là mới sướng. Quánh lên. Trộn lại một lần nữa. Ấm đều gia vị. Hấp dẫn không? Ui. Hấp dẫn không? Một cái bột ớt vào rồi mới hấp dẫn chưa? Mọi người thấy thế nào? Đỉnh không mọi người? Quá đỉnh sao? Ấy, mưa càng mát. Đây, món này là sống nha, ăn sống nha. Bắt đầu thử thức. Lần đầu tiên mình ăn cái món này đấy. À, nếu mà để mà nói cái con hến ở chỗ mình ấy, khoảng tầm một yến thì mua được một cân con này. Một yến ấy. À đâu, không đến. Hến ở chỗ mình với chai chai á có 15-20 nghìn một cân thôi. 15 nghìn. Cái loại 20 nghìn là to ấy. 15 nghìn thì một yến mới là 150. 30 cân mới được mua được một cân của con này. Mời tất cả mọi người nhé. Chắc là ngon lắm. Chắc là ngon lắm. Mời tất cả mọi người nhá. Giòn nhỉ? Giòn nhỉ? Anh gần như không nhưng mà giòn hơn mọi người ạ. Đợi chút luôn. Ê, anh ơi, để em thử chấm mù tạt vào. Được đấy. Ăn nó giòn giòn, nhưng mà cũng không ngon lắm nhỉ. Ngon đấy. Giòn, giòn thế còn ăn sống sướng tôi rồi. Mấy cái con này nó không mời mà đến nhỉ? Tại biển ấy, thế là nó kích thích. Đồ biển nó hơi tanh nhưng mà thật ra là nếu mà để mà ăn sống như thế này cũng không tanh lắm đâu. Ngon đấy. Mà ngon nhỉ? Em cho kèm miếng dưa chuột nhá. Dưa chuột này. Cũng cả. Miếng này. Chấm vắt. Kiểu ăn sống này nó không đời lắm nhỉ? Thử ăn hẳn một con sống hẳn nhá. Mình sẽ bóc một con sống hẳn ăn. Ngon lắm. Đây, một con sống hẳn này. Nào, dưới mù tạt vào nào. Dưới mù tạt đây. Đấy, tấm nhiều vào. Wow. Ngon này anh nhỉ, chút chút nhỉ. Ăn ở gốc rồi nữa. Nó mới chút chút. Ngon không? Ăn sống ngon không? Ngon, thật thật. Em ăn thử một con nhé. Sau đây mình sẽ ăn thử một con đầu tiên. Tại ra này. Bệnh ra. Cái này nhiều cấp cấp kẹp ấy nhỉ. Kẹp ra. À, dúng chanh, dúng chanh. Không, đừng dúng chanh. Dúng. Tái mất. Ăn tái, ăn cái này phải dúng chanh ấy. Ui chùa ấy. Đúng, xong bắt đầu dưới này. Giòn, giòn nhỉ. Sống giòn hơn đấy. Ngon hơn, ngon hơn. Ngon lắm rồi ạ. Nhưng mà mùi tạt xấu quá. Sống giòn hơn ạ. Chúng là món này cũng được. So với món gỏi của anh em mình thì mình vẫn khoái gỏi hơn. Nhưng mà cái món này so với hến thì gấp 30 lần quá kém nhỉ. Nói chung là ngon hơn con hến thật. Nhưng mà để mà giá trị mà gấp đến 30 lần thì hơi gì? Hơi quả đà. Để mình nhớ rõ xem bao nhiêu tiền một cân. Mình nhớ không nhầm ấy thì là 300-400 nghìn một cân gì đấy. Tầm đấy. Còn đấy. Nếu mà nhớ kỹ. Ăn nó giòn lắm nhỉ. Giòn nó nào nhiều nhá.
hai con nền à, đem nướng nhỉ? Nướng á? Ừ. Anh kiếm củi cái này nướng luôn. Không, không vì nướng. Không vì nướng. Ăn sống này nó kiểu như là hơi tanh tanh, hơi kia ấy. Nướng than như kiểu bọn nó nướng ấy. Ừ. Em con nửa này là để ăn sống, con chỗ này nướng. Tao phải nướng đây. Cái này để ăn sống. Ra vài con nữa thôi. Thật ra mình cũng không thích đấy lắm. Cứ phải, nếu mà như người khác là cứ phải ăn cố. Anh em mình cảm thấy cái gì ngon thì mình sẽ đấy. Sau đây là anh em mình sẽ ăn một hai con nữa thôi để cho biết hương vị thôi. Còn mình sẽ đem về lấy cái lò của mình ra đặt lên nướng. Người ta bảo nướng ăn ngon hơn. Hôm nay anh em mình sẽ về thử nướng xem sao. Nhìn thì đẹp mắt đấy, huyết ấy, đỏ ấy, nhưng mà anh cho anh em mình ăn sống nó thế nhỉ? Ừ. Đúng không? Nhưng mà có ai ăn sống bao giờ không? Có chứ. Mọi người ăn sống món này bao giờ chưa? Nói chung là cũng tạm tạm thôi. Thì anh em mình ăn sống đầu tiên đấy. Không biết, cứ tại vì thấy cái món này nó đặc sản ở kia, thế nên là mình suy nghĩ đến một điều trước tiên là ăn tươi nó sống nó. Còn cảm thấy nó không ngon thì anh em mình vậy là để chế biến gọi là nướng nó lên. Bây giờ nướng chua cay luôn. Mang về nướng chua cay này. Nói chung là căn bản của trời cũng đang mưa sấm rồi. Mọi người nghe tiếng sấm hôm nay. Thế nên là bây giờ anh em mình sẽ đem về chế biến lại. Tí nữa mọi người sẽ được xem anh em mình chế biến món này ăn như thế nào nhé. Nếu mà nướng đi. Đó, đưa cái kia đây. Cầm về tí đồ này tí nữa lên lấy. Chào tạm ở đây nhé. Đó. Ê, về nướng nó lên. Chứ thật ra không ngon mà cứ lại bảo là ngon thì nó dối lòng lắm. Đi anh em mình về đây. Ăn tạm được rồi nếu mà ăn. Đây anh em mình phải mang về để nướng chua cay cho mọi người nha. Ê. Ui chà, ngon đi. Thơm nhỉ. Anh cho bơ à? Anh cho bơ à? Không, cứ thế nướng thôi. Thế nướng thôi. Mày thử xem nào. Ăn được rồi á? Ăn được rồi, chín rồi. Thấy vẫn màu trắng mà. Ừ. Chín rồi. Thử một con nó tạnh rồi nhé. Ừ. Nói chung là anh em mình ăn sống thì cảm giác thấy nó không ngon lắm. Thế nên anh em mình quyết định sẽ là nướng nó lên mọi người ạ. Đấy. Ui. Ui nước đấy. Ây da. Ui da. Chà chà. Vậy đây là mọi người nhá. Vậy thấy mọi người không? Ngon không? Sỏ huyết, nhưng mà nướng lên nó không thấy đỏ lắm nhỉ. Ngon bé đấy, thơm. Nhưng em thử cái con chua bách sẵn này. Rồi. Nói chung mình sẽ thử xem là nó ngon hơn cái lúc kia không nhá. Nóng 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 nóng, hot. Ây da, siêu hot. Đây, ui chà. Cái con chua bách này ngon hơn cái con bách rồi. Cái con nào mở rồi nó mất nước rồi nhỉ. Nó sẽ nào. Ui. Nó nướng bao nhiêu vậy? Tại vì mình xem thấy người ta bảo nướng không thôi. Thế ra mình cũng nướng không. Ngon nhỉ? À, thơm nhỉ? Thơm. Nó phải thơm hơn. Thơm nhỉ? Cũng được, nói chung là ăn tạm thôi. Mình không thấy cái món này nó ngon ở đâu mà nó sao nó lại cái giá nó lại cao như thế. Nói chung là tạm tạm thôi. Nhưng mà hay là anh em mình mua bị đất nhỉ? Chắc là trên núi xuống phố này nghi ngờ lắm. Hứa rồi. Lắm bị hứa rồi. Chỗ mọi người là mọi người ở biển cái thịt cái con này là bao tiền một cân mọi người? Anh em mình không nhớ rõ, hình như là mình mua là đến 300-400 nghìn, 499 nghìn à, hay 399 nghìn. Đấy, đúng rồi, 399 nghìn một cân. À không phải, hay là 299 này. Mà nói chung tầm đấy là nó cũng là đắt lắm. Để mà so với giá cả của con này ăn như thế nào, là mình thấy phí phạm lắm. Mà anh em mình không biết chế biến. Không ăn được. Chị không ăn được thì chắc anh em mình không biết nấu thôi.
ăn được mà. Như một con hến. Này, không khác với một con ngao. Con ngao 20.000 một cân trở từ biển về trên mình bán 20.000 một cân. Chả khác đấy. Chả. Ừ. Con hến ăn cũng gần giống vậy. Anh nhỉ? Nó chỉ ngọt hơn một tí. Sật sật một tí. Ăn giống giòn giòn. Ừ. Ăn chín dai dai. Chứ nó có gọi là gì đặc biệt lắm đâu. Đặc biệt hẳn thì phải ô thố ấy. Ừ. Chó chó. Ui, phải nốt luôn. Anh thử chấm mù tạt xem ăn một da gì không? Từ lúc tao cần chấm mù tạt đấy chứ. Nó không chấm. Thế thôi. Chấm nhiều à. Ai à? Không gõ nhiều ra ăn lên. Ừ, ngon thế. Ừ. Ừ. Trướng, chấm phải nhiều vào. Chấm nhiều vào khoắng vào, lấy cái xanh xanh này này mà chấm này. Ui, lên á. Ui, lên á. Lên. Cái ạ. Kiểu như là lên. Bắt lên đây luôn. Đây. Hơ, chấm quá. Đấy, đúng rồi, cảm ơn đúng rồi đấy. Đấy. Bao nhiêu tiền? Hả? 20. Chủ quán này có phải em về tổ tiên luôn. Tổ tiên gì? Có tí. Không, anh ăn đi, em cho 20. Đó, tiền. Nợ. Nợ cứ. Tiền bạc, quân minh, ái tình, dứt khoát. Không mang tiền thì... Tao búng tay quá. Ờ, được. Nhớ nhá. Búng tay đó mẹ. Tao búng bắp. Ờ, búng bắp được. Nào, búng trước. À, không, anh em búng trước. Hả? Ăn hết đi à? Ăn kiểu gì tao ăn nhưng mà mày sợ mày chuồn. Ê, tao phải không phải. Này. Thế thì tao phải giữ. Tao giữ tay lại đó. Đây nè. Được, mình sẽ làm quả này gọi là hơi hơi căng thẳng đấy. Không được vậy đâu nhé. Không vậy. Muốn cái chạy thì chồng ạ. Anh từ từ thôi. Thở đều quá. Thở đi, thở đi. Ai lại nuốt đây? Ai kiếm chân đâu? Rồi, cắt nút. Trời ơi, hết rồi. Này, chứ, anh kẹp cho chứ lúc đầu. Bố viên à? Thôi, đau quá. À, bỏ cái tay ra, tao búng vào tay kia đi. Thôi, chị nói em. Nào, thích chỗ nào? Dày thịt này. Dày thịt này. Dày á. Dày à? À, ui. Ui, rồi. Cá với đại ca. Lần luôn. Ừ. Tự nhiên ăn con này ngon thật đấy. Hay là có con ngon đấy nhỉ? Kiểu anh nướng con đều, con không đều ấy. Ừ. Con này, em vừa ăn dính một con ngon cực. Con này em nghĩ ngon này. Ngọt lắm. Thật cơ. Ê, con này nước này nó ngọt. Anh nướng quá. Ừ. Phải không? Không.